Từ 0 giờ đêm nay, việc miễn thị thực cho công dân 8 nước Đan Mạch, Na Uy, Phần Lan, Thụy Điển, Anh, Pháp, Đức và Tây Ban Nha sẽ bị tạm dừng. Đó là thông tin từ cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống quốc gia về Covid-19 diễn ra sáng nay. Tại cuộc họp, các thành viên Ban chỉ đạo đã thảo luận, phân tích và đánh giá nhiều vấn đề. Tình hình dịch bệnh tại châu Âu, công tác kiểm soát dịch tễ tại cửa khẩu, quản lý người xuất nhập cảnh, cách ly người từ vùng có dịch nhập cảnh vào Việt Nam, kiểm soát các tuyến biên giới, giám sát phát hiện người bệnh tại cộng đồng, công tác chuẩn bị tại các bộ ngành để sẵn sàng ứng phó với các tình huống mới và khôi phục lại một số đường bay quốc tế. Tất cả những người nhập cảnh vào Việt Nam đều phải khai báo y tế bắt buộc, nếu khai báo gian dối sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật Việt Nam.